Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu bạn tham gia một chương trình AirGroup ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu token có kỳ hiệu là AWU cho 200 người dùng ngẫu nhiên nhận được nha các bạn. Thì mỗi người nhận được 5 token AWU nữa các bạn. Thì để con này chạy trên nền tảng của Phantom nha các bạn. Thì để đủ điều kiện con dự án này thì các bạn vui lòng đảm bảo số dư của bạn trong ví là FT10 là phải lớn hơn 10 token FTM nha các bạn. Thì hiện tại token FTM này đã các bạn có thể mua trên sàn Binance các bạn. Chứ giá là 0.019 đô cho một token nha các bạn. Các bạn mua 10 token này khoảng 2 đô các bạn đi làm AirDrop các bạn. Rồi, để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn theo dõi từ Twitter nè. Phan. Theo dõi tờ Twitter và gắn thẻ ba người bạn này, gỡ địa chỉ Phantom nè, các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Các bạn theo dõi nè, xuống đây các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn như tờ tweet nè, tất cả các bạn tăng ba người bạn mình vào và địa chỉ Phantom mình vào nha các bạn. Các bạn bấm tờ tweet nè, rồi các bạn bình luận luôn nha các bạn, trả lời nó luôn nè. Rồi sau khi các bạn tự quyết chờ bình luận xong thì các bạn bắt đáp lên các bạn. Ủa, sao chị chẳng tự... Sau khi tất cả các bạn đã tự quyết xong thì tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với Phantom trên AirDrop của nó các bạn. Rồi bạn dán vào các bạn. Rồi bạn bấm submit nè. Ok, vậy mình đã thành công rồi các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Thì chương trình AirDrop này từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 5 là kết thúc nha các bạn. Nó sẽ phân phối sau nha các bạn. Thì bạn nào chưa tạo ví MetaMask thì các bạn tạo ví MetaMask tích hợp mạng Phantom vào và mua 10 token FTM này để tham gia chương trình AirDrop các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop ăn chia tổng giải thưởng là 1.000 token thương hiệu là AWU đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.